Hello, xin chào tất cả mọi người đang xem kênh Một Câu Bạc Liêu nha. Thì bữa nay cũng có một chút thời gian rảnh thì mình lại quay lại cái đàn chim nhà mình đó. Hiện nay còn một số cặp chim mình bán như là chống lẻ mọi người. Thì bây giờ ghép cặp thì nó có ra mấy con trống, hai con trống nên nó lẻ một con. Thì bây giờ mình sẽ quay lên mình bán cho tất cả các anh em mình. Anh em nào thiếu trống, cần xài trống nào thì có thể liên hệ với em, em chia sẻ cho mọi người ha. Thì bữa em có làm một cái clip thì em chia sẻ về cái vụ mà bồ câu mà một con 2,5 kg anh em. Thì nhiều anh em xem cũng vẫn còn điện em hỏi về cái bồ câu 2,5 kg anh em. Thì em nói lại một lần nữa là anh em nào mà có nghe cái tin mà bồ câu mà 2,5 kg á, là bồ câu đó là nó kiểu như nó câu view thôi anh em, nó đăng lên nó câu view để cho cái clip nó được nhiều cái lượt mà xem thôi, chứ thực sự thì không có đâu anh em. Đảm bảo với anh em không có bồ câu 2,5 kg đâu, anh em đừng có hỏi em hay là hỏi anh em nào khác cũng chả có đâu. Thực sự thì nếu mà có bồ câu mà 2,5 kg thì anh em tự hình dung là biết là nó vô lý cỡ nào rồi. Thì bữa nay cũng ra được một số chim con anh em. Bữa thì cặp kinh kỳ lân thì mình bay cho khách rồi, dù nói tính để lại làm giống để lớn coi sao, nhưng mà anh em nhiệt tình hỏi mua thì chấp nhận giá cao anh em. Nói chung là mình bán cặp kỳ lân đó giá khá là cao chứ không phải là rẻ. Nhưng mà một số anh em người ta biết nhìn chim anh em, nhìn chim rồi ta chấp nhận mua chim với giá cao, nhưng mà để bù lại là được con chim chất lượng anh em. Thì em cũng nói với anh em hoài, để chơi chim này anh em đừng có nhìn cái vô cái giá tiền mà anh em đánh giá con chim thì nó không hoàn toàn đúng đâu anh em. Không phải là anh em cứ thấy người ta bán cặp chim này với giá 4-5 triệu một cặp, rồi anh em thấy người kia bán cũng cặp chim đó màu sắc đó mà giá có 1-2 triệu một cặp, rồi anh em đánh giá ở người này bán mắc người kia bán rẻ, chưa chắc đâu anh em. Mắc rẻ thì anh em mua về, anh em nuôi lớn thì anh em sẽ biết là vì sao con chim nó mắc, vì sao con chim nó rẻ. Người bán họ bán người mua họ mua lầm, chứ không bao giờ người bán lầm đâu anh em. Anh em hiểu một điều gì trong cái nguyên tắc mua bán trên thị trường là nó như vậy. Ham rẻ thì chắc chắn là phải mua phải những hàng mà không được chất lượng và tốn nhiều thời gian rồi anh em. Còn anh em chấp nhận mà mua với cặp chim mà với giá cao thì em nói thật sự với anh em, chả ai mà lương tâm nào mà cầm tiền cầm một cặp chim bán anh em với giá cao mà lại đi lấy trộn chim xấu hay chim này chim nọ bán cho anh em đâu, chả có ai mà làm như vậy đâu. Rồi quay trở lại với mấy con chim ha anh em. Thì mình ra được ba con anh em, ba con ba màu sắc khác nhau. Thì con này là kỳ lân đậm nè anh em, kỳ lân đậm luôn, đậm dữ luôn á. Thì con này là cũng là em của con cặp kỳ lân trước á, cứ sao mà nó ra đậm cỡ này nè, to kinh khủng khiếp luôn. Sẵn đây thì con chim này nó có một cái tật anh em, mà anh em mình cũng qua đây cũng xem rồi cũng rút kinh nghiệm cho chim nhà mình ha. Tức là những con chim con khi mà mình tách bố mẹ thì sẽ có một số con nó có cái có một cái kiểu như là gọi là một cái tật ham ăn ham muốn anh em. Là cứ bỏ bao nhiêu thức ăn vô là nó sẽ ăn hết bao nhiêu. Rồi có thể là bỏ bao nhiêu nước uống vô thì nó sẽ uống hết bấy nhiêu. Thì đặc biệt con chim này là có cái tật ham uống. Anh em biết là cứ bỏ bao nhiêu nước vô là nó sẽ uống hết bao nhiêu nước. Thì từ đó cái gì của nó sẽ toàn là nước anh em, sẽ dịu. Khi mà lớn thì con chim mình nó sẽ rất là xấu. Như vậy thì anh em phải làm như thế nào? Thì bằng cách là anh em đổ vừa cái lượng nước cho nó uống thôi anh em. Anh em không để nước cho nó nhiều thì bắt buộc nó không có uống được nhiều, thì nó chỉ ăn thôi. Thì anh em kiểm soát cỡ khoảng vài tiếng anh em. Anh em vô anh chăm cho nó một miếng nước gì đó cho nó uống no, vừa no thôi. Đừng để cho nó uống bao nhiêu là nó uống hết anh em. Bây giờ để thử cho mình mọi người xem ha. Ok
cái can nước mình để đằng kia. Là mình đổ xuống bao nhiêu là nó sẽ uống hết. Thì bữa hôm mình cũng nói nè, cái cánh lúc giai đoạn này là anh em cứ chịu khó xếp lên. Xếp lên thì con chim mình nó sẽ có cái cánh đẹp anh em. Như con này là cánh đẹp này nè. Nó còn nhỏ nhưng mà cánh nó đã xếp lên được rồi nè. Con này thì màu hơi độc lạ anh em. Màu này mình cũng mới thấy lần đầu tiên luôn. Màu này là gọi là màu pho anh em. Màu pho nhưng mà nó lại có xì tiểm. Xì tiểm nhưng mà lại nó lại cổ nó lại trắng nữa anh em. Pho nhưng mà lại cổ trắng anh em, rất là hiếm. Con này nhìn nó giống như pho bạc vậy anh em, pho bạc nhưng mà nó lại có xì tiểm, kiểu như vậy. Nhìn nó giống pho bạc hơn là nó giống là con pho xì tiểm. Nhưng mà nó lại có xì tiểm nè anh em. Rồi còn con trong này là con tiger nè anh em, mà nó ra trắng nhiều anh em. Nó cũng có một vài đốm đen nè, để coi lớn nó lọt như thế nào, mình thấy cũng có vài đốm đen. Nó ra trắng nhiều. Rồi, nó mấy cặp chim con anh em. Thì mấy con chim này thì mình hiện tại mình chưa có bán nha anh em, nên nhiều anh em hỏi chim mon con lắm, nhưng mà chia sẻ với anh em là có mấy con ra để mình coi lớn cái thiếu mình coi như thế nào rồi mình mới chia sẻ cho anh em. Rồi còn ở đây một cặp kinh anh em, cặp kinh này thì em cũng bán đăng mấy lần rồi nè, thì bữa nay đăng lại cho anh em nào thích thì em chia sẻ ha. Giá cặp này thì cũng mềm thôi. Thì con trống kỳ lân đậm anh em, đầu gấu. Có cái lỗi là cái sẻ cánh thôi, chứ còn lại thì bình thường, không có gì hết, ăn uống bình thường, khỏe mạnh bình thường. Rất là nặng luôn anh em, cặp chim này thì rất là to nặng luôn. Con này thì cũng đầu gấu, mình tròn luôn. Nói chung là không chê ở đâu được hết, nhưng mà chưa có duyên để bay thôi nó thôi. Thì anh em nào xem kênh á, thích cặp này thì cứ inbox cho em ha, em sẽ báo giá cho anh em. Rồi ha, thì đây là cặp đầu tiên bán nha anh em. Anh em hỏi chim rất là nhiều, thì bữa nay em quay lên em bán mấy con chim cho anh em mình xem, coi con nào mà anh em thích thì anh em liên hệ ha. Chứ để anh em cứ điện hỏi chim hoài mà đăng chim mà anh em vô hỏi mua mà không có chim bán cho anh em thì cũng rất là ngại anh em. Nhà mình thì nói chung chim cũng rất là nhiều, nhưng mà chim hiện tại thì mình cũng chưa có ý định bán, mình đang là gầy giống nhiều anh em. Cặp xanh này anh em thì cũng chưa biết chấm mái như thế nào luôn. Mình có 3 con xanh nhưng mà bây giờ nó lên mình thấy 2 con chấm rồi, còn con này khả năng nó có thể mái nhưng mình cũng chưa chắc anh em, nên là bây giờ mình dư một con chấm xanh chung bố mẹ với 2 con này luôn anh em. Chung bố mẹ với 2 con này luôn, thì một chút xíu mình sẽ chia sẻ cho anh em một con. Anh em nào thích hàng xanh đẹp to con thì liên hệ em nha. Này là em 3 con trống, em 2 con trống rồi chứ. Còn con này chưa biết, nhưng mà em nghĩ là nó cũng sẽ là trống, tại vì thấy đít nó sát quá. Nghĩ là có khả năng 3 con trống nên em sẽ chia ra một con cho anh em mình chơi ha. Rồi, ở đây thì bữa mình có một cặp banh Mỹ trắng anh em. Banh Mỹ trắng nhưng mà nó ra 2 con trống rồi. 2 con trống rồi thì bây giờ mình chia một con nha anh em. Anh em xem con này ha. Con này là kiền, nó cũng là kiền 2024 á gì ạ. Chân có chút xíu lông nha anh em. Chân có chút xíu lông nè. Đầu cũng tương đối thôi chứ không có gấu, nhưng giống như hàng bên Mỹ xịn. Thì anh chủ nó nói là mình nuôi thêm một hai mùa nữa thì nó sẽ gấu hơn, càng nuôi càng lớn tuổi thì nó sẽ gấu hơn anh em. Nên này là bên Mỹ nha anh em, chứ không phải là kinh trắng nha. Thì anh em nào thích bên Mỹ thì liên hệ em dư con trống, anh em mà cần thì em chia sẻ cho anh em ha, giá mềm thôi. Thì đó là con trống thứ nhất em cần bán ha. Một cặp kinh trên này, một cặp kinh trên này với một con bên Mỹ trắng ở dưới này ha. Rồi qua bên đây em sẽ quay cho anh em thêm 2 con trống em cần chia sẻ nữa. Rồi ở đây, ở đây là có một con trống xì tiểm anh em. Con trống xì tiểm này em nói thật sự với anh em luôn là để mà kiếm được một con kinh Hà Lan mà có cái dáng như vậy, em nói thật sự rất là hiếm, rất là hiếm luôn. Anh em nhìn cái bộ mình của nó nè, nó dày như thế này nè. Anh em để thấy được một con chim mà kinh mà có cặp ngực mà nó dày, nó to, nó nở to như kinh khủng khiếp như thế này không phải chuyện dễ đâu anh em. Nhưng mà thật sự mình không có duyên với con chim này. Nó rất là đẹp. Anh em nhìn nó kìa.
Ở cái đùi nó tà bá lửa luôn rồi, cái đầu nó nè anh em nhìn, cốt đầu nó gấu nè. Mua đi con này thì khỏi chê luôn anh em. À, nhưng mà kiểu như mình không có duyên với con này, tức là nó hung dữ quá anh em, nó ghép hơi mái hơi khó. Cái nào mình nói trước, mình nói trước con chim này là không phải là nó đạp mái không được, không phải là nó không lên cồ, nó đã từng lên cồ, nó đã từng đạp mái được, đã từng lên cồ, nhưng mà do nó hung dữ quá anh em, do nó hung dữ quá, khi mà ghép với bất kỳ con mái nào cũng vậy, nó cho đạp được một lần hai lần là coi như là con này nó hung dữ quá, nó sung quá là nó làm biết con mái sợ. Con mái sợ, con mái cứ túm vô góc nè anh em, cứ đứng vô góc này nè, gỗ đầu đạp không được không lên cồ thôi, chứ không phải là con chim này bị vấn đề gì hết. Con chim này mà nếu mà anh em nào mà có không gian rộng á, mà có em mái nào mà nó sung chống, nó chịu chống mà mạnh mạnh á, là đưa vô là lấy con mà chả vấn đề gì hết. Nhưng mà kiểu như em nói thật sự là em không có duyên với nó. Lúc trước thì nó đạp con mái kia thì nó đã lên cồ hai cặp trứng liền lạc luôn anh em, hai cặp trứng luôn, lứa này lên một cặp, lứa sau lên một cặp nữa, hai lứa liên tục luôn chứ không phải là nó không lên. Nhưng mà nó hung dữ quá, nó hơi khó ghép mái, rồi nó ghép mái thì nó cắn mái, nó làm cho mấy mái sợ á, nên nó là mình không có lấy con được. Nên bây giờ nói chung không có duyên nên chia sẻ lại cho anh em. Anh em là cần thì lấy ha. Chấm xì tiểm. Chấm xì tiểm. Chống này thì chạng đâu cũng khoảng 900 g anh em, chân nó bự lắm. Nó ngực đó, tướng tá anh em nhìn biết con chim cỡ nó nào rồi đó. Rồi thêm một con chấm nữa. Đây con chấm xanh nãy mình nói nè anh em. Chấm xanh mà chung bổn với hai con xanh bên kia thấy khá là đẹp luôn á. Con này cũng vậy, cũng đầu cốt đầu rất là to luôn anh em. Mình thì dày. Mình thì dày luôn, mình rất là dày luôn, ngực cũng rất là căng tròn luôn. Chân lông luôn anh em. Nè, anh em nhìn con kinh mà chân lông chưa? Đó, anh em thấy chân kinh mà chân lông chưa? Nó phủ xuống tới dưới luôn nè. Thì con này thì giá nó hơi cao hơn ha anh em. Nhưng mà anh em nào thích chơi hàng đẹp thì chơi em này thì quá ngon lành luôn rồi. Em chỉ có một con thôi, em có ba con nhưng mà nó ra chống hết. Em thấy con này chống cao rồi, nên chia sẻ. Còn nếu con này mà anh em mà về mà lỡ có ra mái thì để lại cho em luôn. Con này thì lúc nhỏ em nói nó mái không nè anh em nhìn lỗ mũi nó đâu có móc gì đâu, nó đỏ tươi à, nhưng mà chắc khả năng nó là chống anh em ơi, tại vì em ghép nó với chống đó. Ghép nó với chống nó không chịu, mà ghép nó với mái thì nó gù ok lắm, nơi khả năng nó ra chống rồi. Nói chung chưa đẻ cũng chưa biết, nhưng mình thấy nó khả năng ra chống thì mình bán thôi. Rồi nói chung là có ba con chống lẻ với một cặp kinh ha anh em. Thì anh em nào chơi thì liên hệ với em ha. Con đó với con này thì dáng cũng giống hệt nhau thôi. Hai con giống hệt nhau à, cũng lùm lùm, có con này là dáng hơi cao hơn. Rồi cảm ơn anh em đã xem clip ha. Chúc anh em xem clip vui vẻ. Chào tạm biệt anh em. Anh em thích cọc nào thì cứ inbox trực tiếp Zalo số điện thoại 0913 999 0269 nha. Quỳnh Duy Đăng nha anh em. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều.